quay thôi, quay nó bị nghệ thuật, quay từ từ không cần đi, phải nói. không nói thì làm sao người ta biết được đây là chuột gì. Đây là những chú chuột hamster đấy, các bác nhìn rất là vui. Con cao đây, để nó che kia ấy. Đấy. À, em kia vừa chơi rồi thì bây giờ đến lượt của em này. Những em chuột rất biết nhường nhịn nhau và chơi rất là chi là vui. Các bác nhìn xem. Đấy, em này thì này. Đấy, lau mồm này. Em này thì bắt đầu là lu quay này. Đấy, sau đến đi đây. Đấy. Và đến em này là đang xoay gương các anh bạn cả ạ. Này, xoay gương này. Thì tốt ở đây còn là còn một em nữa thì đang ở trong nhà. Nhà các em đây. Các bạn ạ. Đấy, các bạn đấy, tổng đấy là đây là khuôn viên của nhà bé em chuột hamster. Đấy, còn đây là em này là em chủ nhân của những con chuột. Đấy, chuyên gia chủ nhân. Không, đấy. Nói đưa tay đi là những em chuột mắc này rồi. đã được tuyển chọn kỹ càng và có những sức khỏe rất là dẻo dai, vì chơi trò này là sức khỏe rất là dẻo dai. Đúng nói thế. Đấy, các bạn. Chắc còn cái em này chơi này cơ bắp rất là cuồn cuộn. Đấy, nhìn đây. Các bác nhìn này, chơi rất là thể thao. Nếu con chuột nó thể thao như này thì mình cũng phải thể thao theo chuột thôi. Đấy. Hai em quay hai hướng nên là rất là khó. Cảm ơn.